mình lên cái đồng xu. Trời ơi, sập cầm thu thập vậy đã sợ thi ơi. Lên đồng xu cái gì mà đã sợ. Sập nó cầm thu thập đã sợ. Sao đã sợ. Cầm Harry nó bút mới nhiều, nó rẻ mới đâu. Mày đang tự chửi mày đúng không? Thề lắm. Tao hai màn hình, vừa coi vừa đánh. Hai bà ba mấy nhà hai màn hình đứa. Chúng tao hi. Rồi cho nó rẻ tiền luôn. Chạy ra chạy ra. Ôi giời ơi. Nó được bình máu nữa kìa. Nó có bình máu rồi, nó lại bình máu rồi. 10 đồng nữa mày. 5 đồng. 5 đồng thôi, ra trang bị là mới không được tiền. Chua này. Nó miết không? Mình phải cho nó đánh mình trước, mình sợ là hết cái này này. Tụi máu đi, tụi máu đi. Thôi chơi kêu miết không à cho ơi. Quả đấy mình biết sao biết sao mình đánh không? Là cái này nó vừa hết này, cái nội tạng nó vừa hết, mình phải xài W trước. Chứ nếu nó đánh mình xong nó W là nó sẽ thua. Ở đây nó có. Nó là ví dụ mình mua bình máu mình đi rừng thì nó sẽ thua. Không sao. Mày cứ chả mất cái gì nhiều. Chỉ là 300 vàng thôi. Mình phải định lụm cái này coi. Là mình sẽ lời được con cua ở dưới boss. Mình đều có lỗ. Đó, nó mất thời gian này kìa. Ở đây chết chết rồi. Ở đây xuống boss này thì ơi. Đang xuống. Rồi chết cậu luôn mày đi. Nó, ngon xếp. Ngon cơm, ngon cơm. À, đây phòng tốt quá đây ơi. Đây đi. Đây là máu rồi má. Chịu không nói nhiệt. Chịu không nói nhiệt. Đi nhặt chuông đi má. Đây có đi. Chịu. Má lột bản qua được giết. Cùng giết. Cái quần què anh được có Ire trời. Bản nó quá. Bản nó cũng có đam vậy. Bạn kia vừa vô yếu thấy mẹ. Cái bạn ấy vừa vô yếu thấy mẹ được. Được nhiều đam. Bạn chinh phục quá. Mình lờ được con cua xong mình ganh được ngược lại boss. Mình khai xích cái thỏng bại đấy. Mình farm hơn nó 10 con nha. Giá là gì. Chết mẹ rồi. Chết. Chuyện lại ạ.
không chết này, không chết này. Không chết hả mày? Nhìn được thấy chết rồi. Lấy mạng lại nó thôi. Quan trọng là tao thấy mày, tao nói mày chết. Quan trọng là tao nói là mày chết, hiểu không? Tao nói đúng không? Tao chơi với người mày. Một rồi thấy không? AD mà không được ăn rồi mình sập ăn rồi mà thấy không? Nhặt chung, không nói nhặt chung được kinh nghiệm với lại nhặt chung được kinh nghiệm với lại mana. Mình có lấy kinh nghiệm nè, thấy không? Kinh nghiệm nè. Lấy thì nhặt với lại thêm đam nữa. Đánh con ba là phải đi ram á. Không, đánh con ba phải lựa thời điểm mà đi ram, phải nhặt chuông, không nhặt chuông thì yếu, mà nhặt chuông thì AD nguy hiểm, hiểu không? Mày sẽ đánh. Đen quá. Hey. Quá bạn ơi. Mẹ cái con khỉ thật dích này. Từ từ bạn ơi. Từ từ bạn ơi. Máu cái. Không bêm được đó nha. Ngay nha. Độ thằng này nó nguy hiểm quá. Đâu mới quạt vô cái các bạn để tôi biết tôi trốn nó coi. Sẵn đó coi. Đấy là dám đi nhặt chung. Chó nghệ thật cái nè. Chế được bạn ơi. Má nó rỉa bằng đau quá. Rồng gió quá nha. Ủa nó vậy từ từ. Chào. Rồi tàng hình luôn nè. Ủa sao nó được đứng đó? Nó đứng đó. Đi lại đi. Ừ ngon. Thành ra hai mạng luôn. Đúng á. Sao cái đó đâu có đứng rồi. À biết. Rất nhầm. Rất nhầm rồi. Còn đấy cái vác vậy cỡ đồng là bắt đầu chạy khắp map rồi đó. Cái lẫn chuông chạy nhanh đó. Bên cái gì? Không có cái gì để cứu. Có cái gì để cứu? Ra có quần què để cứu e à? Vướng con lính kìa. Để cho nó này. Cái căng vậy. Đậu mé. Ui mẹ cái dính này đây. Má cái trụ vừa bắn đau ghê, bắn 2 hit 700 rồi trong. Trụ giờ đúng là không cho bắn trụ luôn á. Trụ vừa bắn đau, đau kinh. Đau khít. Vô cái con mạng có gì đâu. Ngoài khai giết này bét bét đi. Có. Này. Trời ơi giờ mày là đồng hồ. Ủa trời bắn một người 1 tỷ sát thương.
Listen, man, I'm wired. Yeah, there you are.
hồn. Á, hồn gì. Nè, tao kiếm thằng sụp tao giết coi. Đi lẫm chung. Dí quá. Tao anti tao thì sợ dính hàng bay luôn. Mày anti thì mày cũng chết thôi, dính mà tao thì mày cũng chết. Cái hồi kêu xong mày lại chết. Mày chết ác. Bởi vậy tao sợ nó xót khóc luôn á. Càng rưỡi má mà nó làm. Sao nó biết ở trong này ta? Có cái dài kiếm mà sao nó biết ta? Nó lại mạnh hơn cái đồ kia đi. Ừ. Kỳ kỳ. Thằng hình nhảy sống thẳng qua, sống thẳng vào bắn nó đánh luôn mà. Là lạ nhỉ? Cái nhỉ? Má quả nó chón được một bút cái đó kìa. Hồi được quay lại nên tao chón được rồi, quay lại đọc. Ờ, tao quay lại, chỉ hình tráng cái thôi mà tao không chết đâu, quay lại nó bóng rồi. Lượm đi ba. Hay nhỉ. Quan trọng. Ông không hỗ trợ được nhiều cho team, thằng đám thọ. Đồ mất thêm mình nhiều. Thấy mẹ luôn. Má, thằng chết nó cào đau quá. Để hiểu sao nó cào đau vậy luôn. Nè, nãy tao đứng đây có giải kiếm nè. Mà bây giờ nó vào tao như thật. Rồi, mất E rồi nha. Đẩy cho nó nhanh. Bổ bạo để có dám vô. Ừ, top ra, ok. Ôi, thấy mẹ rồi. Ôi, má nói quá. Nó có ăn đéo đâu mà. Mình nghĩ là ba con này đúng ăn được đâu. Em nói sao ăn. Thì đó. Hay tăng cho ăn. Em nói qua 3-4 người cũng ăn được. Thua rồi à?
Mình nói hôm nay là mình không bật kèo đâu. Nay sân khách mà. Nãy tao không bật kèo mà. Nãy mày coi stream thần tài thì mày nghe tao đã nói rồi. 2-1 tao nhìn cái màu tao biết thua. Không biết hoài hay thua. Nhìn cái màu là mình biết thua rồi. Mừng sớm. Tại vì mình nhìn cái màu nghi nghi giống kiểu bàn kèo lắm à. Trời ơi, Mira cũng làm gì vậy? Ui mẹ con. Thiệt tình. Hai đều mà hai đều về thì mình một đều là mình vô rồi. Chết chắc. Xui mày. Tao nói là bàn kèo tao nghi rồi. Mình không biết Hoài hay thôi. Hai đều đúng không? Hoài cũng đi bảo rồi. Ê cái sách nó khỏe chứ ta. Tao lên đồi tao đánh nó không thấm không thi. Mà nó cào thì mắt đau luôn á. Ra được Baron đi. Đồ tao nhiều hơn đồ nó ấy. Gì vậy tự nhiên mẹ chửi nhau chi vậy? Đánh đi trời. Tự nhiên chửi nhau à? Hiểu. Trời ơi, thật sự chắc hết. Mình phải chửi nhau cái gì nè. Ra làm cái bát cho chồng. Đâu thì mình nói trước rồi không biết hoài à Huy. Nhưng mà mình thấy giống bàn kèo đó. Không Huy được đâu. Tại mình nói là mình không có thật mình chơi, mình không có tìm bóng đá. Đi đây xạo 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 giờ. Ủa mà sao đi đường giữa đi hoài hả? À? Đi đường khác trời. Chỉ là đẩy cao lính lên thôi mà. Cái mẹ đó. Tao không có ulti, tao không vô bắt ở đâu, thua rồi. Chúng mà bảy người. À, một khi lên ga mà đã đéo có ấy rồi, lên ga đã đéo công ty còn con bắt làm gì không biết. Bắt đâu? Thằng kia bị bắt kìa. Chóng chúng nữa thì mình biết ra luôn rồi. Để lấy đồ mình. Nào lấy đồ lắm. Đây rồi đó. Đây nữa trời. Dạ yeah, chứ. Để đéo biết kịp không. Cái gì nè. Chết luôn. Chưa chắc. Rồi, mình đục thẳng cái cung xanh luôn. Mình đang nó mới thấm mà các bạn ơi. Ép này. Và mẹ cái ké đấy của mình nha. Mà chết luôn kìa. Có hai tiêu chết luôn kìa. Không đánh thường cái nào hai tiêu chết luôn rồi đi. Sao chó thật. Sao đánh ra yếu người ta. Đúng là gần mắt đồ đó. Ráng giữ mạng đi. Mày giữ mạng là được. Tao ra, tao vào đây là mấy người chết rồi. Tao một cách chứ ta.
luôn, tao nhảy sập luôn. Tao nhảy dòng sập. Tao đổ mất chết luôn kìa. Ờ, vô AD rồi bạn. Tao lát lắm đi. Rồi đâu? Giờ này mới xài rờ. Ngéo đá à? Chúng to ra đi. Rồi rồi. Nó không hiểu sao thu lại luôn. Đánh hồi nhau gần má thì làm chung được. Thằng... cứ mỗi mình top mình biết chửi nhau với ai chửi. Nào cũng lo tập trung đánh. Mình không hiểu sao con Kha'Zix nó lại mạnh như vậy luôn ấy. Đồ nó mình đồ mình không thua nó luôn ấy. Không thua cái gì ấy. Mà mình yếu mà là gặp mình đang không thấm. Không có bố mà cái. Mày cũng là mắt mũi không có đủ. Đủ mà đi đi tỉnh như đúng rồi luôn. Tỉnh từ cái quả blue rồi. Tao thấy nó tỉnh lắm từ cái quả blue rồi. Ờ vô, vô thọ bố mày cái. Ủa nó nhây tao thì rồi. Nhây cho nó về đó. Đủ cái gì vậy? Và ai cái đai thôi kệ AD với thằng dây lấy hai la được rồi. Ok hay quá đẹp ơi. Rồi rồi có hai la rồi. Mình không hiểu sao đồ mình nó có yếu đam đâu. Nếu hiểu sao mà không thấm vào nó luôn. Mình đánh gì vậy ta? Đánh này thì... mình phải lên đồ, nó đồ cao bà ở đây chứ. Mày à? Má lo coi. Má lo coi phim. Thấy mày thì mất cái rờ sạp này. Thôi luôn. Mày ơi nha. Coi phim cái gì cũng biết. Coi phim gì thì tiếp theo. Cái thằng Ire nó muốn chôn game, nó thua thì thua thôi. Gì đâu các bạn, thua rồi bỏ tay đó. Win đâu được, không win được. Ire nó muốn chôn game mà. Nó muốn chôn từ nãy rồi, team mình có ôn, nó cứ đi lẻ mình, nó chết liên tục. Mà mình không hiểu, chắc giờ đéo lắm em ra đâu, yếu lắm Thi ơi. Yếu vờ lờ nó hơn đồ nó luôn, hồi nãy tao hơn nó nửa món. Nhiều khi hơn muốn một món luôn mà đánh đéo lại nó. R vô trước luôn đánh đéo lại. Tao cho đánh thấy combo đéo chết. Yếu gì mà yếu dữ vậy trời. Nó thiệt là yếu quá đáng. Quỷ nó muốn chơi game rồi. Phong thần kiếm một nhảy bạn hiểu gì về giờ bạn hiểu gì về cái phong thần kiếm là bạn kêu phong thần kiếm một nhảy. Anh em coi like cái đi. Ôm xong Paulo Việt Nam vô địch rồi like cái đi. Bạn có hiểu gì về phong thần kiếm đâu bạn kêu nó một nhảy. Hồi nãy mình giàu hơn có khá rất nhiều luôn đấy. Bạn nhìn AD